thầy có biết thổi kèn không đó? Sao bà nhiều chuyện quá vậy bà? Giờ bà hát không? Thì tao nghe hát. Nghe nhạc đàng hoàng vô hát cho bà. Hỏi tỉ lưỡng chứ. Trời ơi, hỏi cái làm hú hồn. Thì mày gì? Nghe nghe. Để em đi tao hát mày ơi. Vô nè. Chữ lên chưa vậy? Chữ lên chưa con? Trời ơi, chữ lên nãy giờ bà chịu hát bà. Vậy hả? Bà này kỳ cục không à? Ta, để tao lên gần hết bản rồi. Rồi, từ từ. Ta gặp em. Ôi trời ơi. Ngay cột đèn. Ôi trời ơi. Ta gặp em đang cãi ghen. Trời ơi, hàng chi Mỹ nó dọn nhà đi hết là đúng rồi. Trời ơi, con mẹ hát y như ta tụng kinh vậy trời. Gì đâu mà tôi. Bà hát vô cái cổ họng tôi không, sao tôi đợn nhạc cho bà được. Trời ơi, hát kỳ cục quá bà. Tao hát hay gì mà cứ chê tao hoài vậy Mai Diễm Dương. Chút hồ mà nghe bà hát bản này nghe su bà xúc quần luôn á bà Tám. Đừng la lớn, đừng la lớn con. Đừng có la lớn nó su tao ạ. Đừng la lớn nghe chưa. Nhưng mày giỏi mày hát đi. Mày ngon thì mày hát đi. Tôi hát phải không? Bà nghe tôi hát rồi hú hồn luôn. Nghe tôi hát nha. Hát đi. Tôi sẽ trình bày nhạc phẩm Anh là tia nắng trong em. Hú hồn. Không được, không được con. Không được, không được. Sao vậy? Trời ơi, cái bản đó là của ca sĩ Lâm Thúy Vân hát. Mày ơi, mày hát không có được. Thì tôi hát cũng được vậy bà. Tôi thích bài hát đó. Tôi ái mộ Lâm Thúy Vân, tôi hát bài đó cũng được vậy. Trời, cái tướng mày như là con hà mã gì. Mày hát bài đó đâu có được. Trời ơi, tướng ta thon đẹp gì mà la hà mã bà. Không có được con ơi. Không có được. Thôi được hát. Rồi, giờ bà muốn tôi thùy mỹ phải không? Ừ. Được rồi. Tôi thùy mỹ, tôi hát bài đó cho bà coi. Lúc nào tôi cũng đem theo đồ nghề sẵn hết trơn hết trời bà ơi. Được. Trời ơi. Ơi, muốn tôi thùy mỹ là tôi thùy mỹ liền à. Tôi đâu có bỏ qua cái cơ hội bà vậy? Trời ơi, đồ nghề của tôi á bà ơi. Tôi nói bà nghe nha. Có show ha, đám ma đám cưới gì đó cứ kêu tôi tiếng à, là tôi hát cho bà coi à. Trời đất ơi, quần áo nó đem mền sẵn theo hết trơn đây nè bà ơi. Cái gì cái mền cái sa rê của người ta bận đi hát bà ơi. Bà thấy được không nè? Trời ơi, nóng nực mà nó trùm vô tôi đổ mồ hôi ông nội ơi. Trùm một cái vô là giống giống nữ ca sĩ liền, mà thấy chưa đó thì tao thấy chưa có giống. Chưa giống chỗ nào? Chưa giống chỗ này nè mày. Xin lỗi bà nha, tại vì tôi quýnh quá tôi bận lộn, nó nằm ở phía sau bà ơi. Trời ơi, hết hồn luôn. Bà thấy lãng mạn trời một trời ơi. Không? Một trời lãng mạn không nè? Cột lại cái là xa ra thì tôi hát thì thấy trột. Cái ông cố nội tôi kêu lãng mạn. Đó, bà tôi thấy nhìn tôi lãng nó mạn tôi phát ớn lạnh nè ông nội ơi. Nè mà nghe tôi hát nè, nghe giới thiệu nha. Và kính thưa quý vị khán giả, sau đây Jennifer Lovett Mai Diễm Dương xin trình bày nhạc phẩm Anh là tia nắng trong em. Trời. Dạ. Dạ. Ta thấy mày. Bà thấy không? Diễn xuất độc đáo lắm nè, còn múa. Lạnh lùng bà. Quá. Mình thì mị mà mình nhảy cha cha cũng nhảy từ con. Từ nữa. Đó, đó. Ừ, dịu một chút đó. Nữa. Dịu hả bà? À, dịu một chút trời, nữa mới dám. Dịu hết cỡ rồi bà ơi. Đi từ từ thôi. Chưa xong mà bà. Mày lắc lắc nó rớt đầu nghề ra bây giờ. Từng đến với em là mua sắm, sắm mua cho đời sướng vui. Chẳng có cái master cà xanh, có visa để em già. Thấy chưa? Từng đến với em là xin bơm, shopping cho đời sướng vui. Mặt chẳng mèo thấy thương là thương, tháng sau biểu về cho chết luôn. Trời ơi, trời ơi. Anh là tia nắng trong em, anh là tia nắng trong đêm, là đèn pin rực sáng. Con ơi con, thôi. Anh là tia nắng trong rồi. Em anh thôi, là thôi, tia thôi, nắng thôi. Trong em thôi. Là rực sáng cái đèn pin. Trời mà. Ơi, Master Kha mày cà cái kiểu đó hả? Đèn pin nó cũng mù luôn, cái đừng nói là sáng nha mày. Trời ơi, đàn ông tuyệt vời không là chỗ đó nghe bà.
Bị trà Master Kha cỡ nào mà đèn pin mới vẫn còn rực sáng mới là number one nha bà. Mà thôi mày ơi, mày nói tầm xàm không à. Tới giờ coi văn nghệ rồi làm ơn đi đi. Mày ở đây mày hát hoài hả khán giả? Trời cà chua tướng thúi lên là mày hưởng hết á nghe. Ủa vậy hả? Ừ, mau đi lên thôi. đi trễ văn nghệ tao à. Tôi xin kính chào quý vị, đi coi văn nghệ nha. Hay cái chào quý vị bye nghe bye. Tôi đi coi văn nghệ. Bye bye nghe. Đại đi mày ơi, trễ giờ rồi, mau lên. Coi văn nghệ. Bà vẽ anh chị ngồi anh Suối, mời dạ, anh Suối ngồi chị. Dạ, mời Suối ngồi. Anh khỏe không anh? Tôi khỏe, cảm ơn chị Suối. Dạ à, khách khứa tới đông cho chị ha. Trời ơi, đâu có ông nào mà nó vô duyên mức độ mà chưa cúng mà nó tới sớm dữ vậy anh Suối. Ôi, vậy à, tôi tới sớm nhất nha. Buổi trúng anh. Vậy hiểu rồi. Dạ, dạ không có. Dạ, tôi lỡ lời. Người ta nói ăn cổ thì đi trước, mà lội nước thì đi sau. Dạ, anh Xui thăm tí lắm mới tới sớm vậy chứ. Vì nghĩ chỗ gần gũi. Dạ. Nói chị Xui nghe. Dạ sao ạ? Thời gian nó qua lẹ quá ha. Mới ngày nào tôi với anh ngồi chỗ này nhậu lẩu đây. Dạ. Mà bây giờ chết 3 năm trời rồi. Dạ. Tôi nói tội đây là tội nghiệp cho chị. Không có tội nghiệp người đi mà tội nghiệp người ở. Dạ à. Thương ổng lắm anh ơi. Ổng khờ ghê vậy đó. Ai cũng nói ổng khờ vậy đó mà tôi đâu có chịu. Tôi cãi mà tôi cãi khan tiếng luôn á. Giờ tôi mới thấy ổng khờ thiệt. Đâu có khờ, anh Xui mà khờ cái gì. Khờ lắm ông ơi, thấy thương lắm. Tôi nói ổng rồi, đi đâu rủ bạn rủ bè cho nó vui. Phải chi không có bạn thân đó thì cũng có một hai người bạn thân thiết à. Như anh vậy chẳng hạn là thân quá không anh. Thì xuống dưới người ta ủ teo cho có bạn nhậu điền bình ơn vậy đó. Giờ xuống nhậu có ông mình. Phải chi có anh dưới giờ hai thằng nhậu chung rồi. Dạ. Sáng sớm chị Xui mổ mấy cái cũng đau dữ. Trúng nữa anh Xui. Tôi chưa muốn đi sớm. Với lại chỗ bạn bè thân giờ ảnh đi rồi thì tôi cũng coi ngó chị giùm ảnh, thấy không? Để làm tròn trách nhiệm một thằng bạn. Dạ, dạ. Mà nói chị Xui nghe. Dạ sao anh? Không biết ở ngoài người ta đối với chị Xui sao. Dạ. Chứ đối riêng với bản thân thằng Xui này á. Dạ sao anh? Là phục chị sát đất. Sát đất hả? Phục sát đất. Tôi nói gì đâu phục anh nó dễ. Đây tôi nói chị nghe, bị chị khiêm nhường chị không có nhìn thấy. Sao anh? Chứ cái thứ nhất là tôi phục chị là phục cái gì? Chồng chết 3 năm trời. Thấy không? Cơm nước quá đầy đủ. Dạ, sao? Mà tại sao? Tại sao phải ở như vậy? Là phải lòng chung thủy không? Dạ quá. Đó là lòng chung thủy. Tôi nói thiệt chị, bước chân ra đường bà nội đứa nào nó biết chị sắp có cháu ngoại. Tôi còn... Tôi còn làm. Dạ. Tôi xôi da với chị mà tôi còn làm. Dạ. Dạ.
Anh Xuôi nói vậy chứ tôi thấy tôi cũng còn tầm tạm thôi à. Đó, bị chị khiêm nhường. Dạ. Chứ tôi đây nhiều khi làm xui với chị mà tôi còn lầm á mà. Dạ. Nói chị nghe, còn cái thứ hai nữa đó là tôi phục cái lòng can đảm nhẫn nại của chị. Trời ơi, tôi can đảm nhẫn nại gì anh? Có mà chị không biết thôi. Tôi nói thiệt với chị, nếu mà chị không có can đảm, không nhẫn nại thì chị không bao giờ ở được với cái hàng xóm như vậy. Ôi trời ơi, anh Xui nói vậy chứ hàng xóm em dễ thương lắm. Không có đâu. Trời ơi, hàng xóm chị nó nhiều chuyện thấy ớn luôn. Nhiều chuyện gì anh? Bữa tôi mới vừa đậu xe vô thôi, nó nói à, ông đó với lại bà kia sắp sửa cưới nhau. Ý trời ơi, chị đó. Trời ơi, bậy bạ quá, trời ơi, bậy bạ sức kỳ kỳ tình á. Trời bậy bạ mà quăng nguyên trái tim qua luôn. Trời ơi, đâu có, tại nhà cô đơn quá, may mấy trái tim để vậy mà. Nói chị nghe, tôi á, một người mà thủ tiết thờ chồng bao nhiêu năm trời như chị mà bị nói, tự nhiên tôi cảm thấy tôi tức giùm chị chứ. Dạ, trời ơi, thôi anh ơi, tức làm gì, bỏ đi anh, bỏ đi. Chị nói sao dễ nghe quá, làm sao bỏ được. Chị biết cái bản tính của tôi, chuyện nào mà không có nghe nó đồn riết, tôi phải làm cho có tôi mới vừa lòng à. Ôi trời ơi, anh Xui này nói giỡn hoài vậy. Thiệt mà. À, nói nè, có phải chị họ chọc tôi như vậy đó. Họ còn hát nữa. Hát gì anh? Trời, nó hát, nó chọc tôi hà rầm ngoài đường. Trời, nó nói nó làm như nó dạy tôi vậy chị. Dạ, nó nói lấy vợ rồi lấy liền tay, đừng để lâu ngày đứa khác nó ra. Tôi hỏi chị, tôi thừa biết cái câu đó, bởi tôi muốn liền. Trời, anh biết vậy đâu, giỡn chơi rồi à. Thôi được rồi, đừng có nóng nữa. Được rồi, đây nè, tôi tính cho anh nghe nha. Đám dỗ xong đi, đám dỗ xong đi rồi tôi tính, tôi nói hen. Yên bình tĩnh như cái gì đâu, nóng vậy. Nóng lấy anh. Lấy nước cho anh uống. Tao nói nay ngày gì anh liếu lưỡi hoài vậy đó. Thôi khỏi uống nước đi. Dạ. Nha mà vậy nè, chỗ thân tình nha. Dạ. Bây giờ tôi thấy mấy năm trời rồi tôi mới dùng cái chữ thân tình. Dạ. Tôi muốn hỏi chị vậy nè. Dạ. Là làm xui với chị cũng được mấy năm rồi. Dạ. Mà cái hồi ảnh chết á, là chỉ có nó về nó báo rồi tôi mới biết. Sắp nhỏ nó báo tôi mới biết. Dạ. Mà tôi không có biết là anh bị cái gì anh chết. À, bữa nay sẵn rồi mình hỏi luôn, chứ mấy bữa không dám nhắc, bị sợ chị buồn. Dạ, đâu có gì đâu. Thiệt tình là không có biết. Ơi, thiệt, đây là tôi kể anh nghe. Tôi có một đứa con gái duy nhất à. Đứa gái độc nhất à. Mà được cái là nó đẹp không? Nó đẹp mà tao nói chụp hình mà tróe hình luôn á. Mướn thợ vẽ tới là bó tay mấy ông nhiều về luôn á. Thiệt á, nó nói đẹp không có bút sắc nào tả được hết trơn. Trời ơi, nó đẹp kỳ cục lắm, nhỏ lắm. Nó đẹp tí ghét luôn vậy đó. Đẹp mà nhiều người hận luôn mà. Tao nói nó đẹp cái tôi không biết tả cách nào ta. À thôi tả cái vậy anh hiểu liền á, đẹp y như tôi vậy đó. Tao coi có nhiều phần thì tôi cũng hơi trọng hơn nó một chút. Thấy là biết. Dạ, đấy đó, bởi vậy cái nó đi lấy chồng. Nó lấy... lấy con trai độc nhất của tôi ra trai. Dạ. Sau khi đãi cái đám cưới nhỏ nhỏ cho nó vậy đó. Cái hai tụi nó thì hưởng tình trăng mật. Thiệt tình nó đi cái nhà nó buồn ghê luôn vậy đó nha. Buồn mà nó vô tôi khóc hoài vậy đó, buồn quá. Cái tôi mới nói với ông nhà tôi á, nói nghe nè, mua cho tôi căn nhà nhỏ nhỏ được rồi. Đủ hai vợ chồng ở thôi. Mà có sân trước sân sau, khoảng như cái biệt thự là được rồi chứ không cần gì hết trơn á. Sân trước sân sau làm chi? Tao nói trồng cảnh, nuôi cá, rồi trồng cây kiển rồi. Trời vậy ơi, bên này sân trước sân sau cắt cỏ thấy bà nội cho sung sướng. Bởi vậy tôi kêu ông mua cho tôi, cái ông chửi tôi không? Sao? Ông chửi có con câu à? Chửi sao? Bà khùng quá. Đúng rồi. Cái gì vậy? Không, ý tôi nói là ổng đúng à. Đúng à, không không, chị đúng. Ờ. Ông khùng, ổng á, ổng đúng là người đàn ông không có biết chiều vợ. Đó thì bỏ nó vậy. Phải chiều vợ. Ổng nói tôi một câu đúng không? Tôi cũng nói là ổng có một câu à. Nói sao? Tôi nói ổng mua nhà cho tôi phải không? Được rồi, ly dị. Chết cha. Mới nói có một câu đó y như là thần chú vậy đó. Nói một câu một cái ổng mọc ra hai cái cánh, ông ba về Sài Gòn liền. Ổng bán liền căn nhà thờ tổ tiên nhà ổng đó. Ổng bán tiêu luôn, ổng đem vào đây lấy tiền đao căn nhà này cho tôi. Ông hỏi anh tôi nè, ở cái nhà như vậy á,
mà nỡ lần nào đi hai chiếc xe tao nó nhục anh ơi. Sao chị? Trời ơi, hai chiếc xe nó cũ hơn tôi nữa thiệt á. Nhìn nhiều khi nhìn hai cái xe cái tôi giật mình hoài vậy, tao nói trời sao mày cũ vậy mày. Leo lên cái xe mà tao bịt mặt y như ninja vậy. Tới một cái gia đình nào tôi dựng cái xe đó, chạy 18 mét tôi mới dám gỡ mặt ra đó. Mà tôi còn khoái ngoái cổ là tôi nhìn thấy nó mới ghê chứ. Đó. Mà xe gì mà thấy ghê vậy? Trời ơi, hai chiếc xe, chiếc của tôi là Colora, chiếc ổng là Mazda. Quên, không biết nay ngày gì mà sao nó líu hoài vậy đó ông. Chiếc của tôi á là chiếc Corolla, còn chiếc ổng là Mazda. Ôi, hai chiếc đó là được rồi, chồng chiếc Maxima mà vợ chiếc Corolla vậy là được rồi. Sao được? Anh nhìn lại đi, căn nhà tôi như vậy nè mà đi hai chiếc xe tôi đâu có chịu. Tôi bắt ổng nữa, mua cho tôi chiếc Mercedes S600. Ổng đâu có chịu, ổng nhất định ông không chịu nữa. Ông chửi tôi nữa, ông chửi tôi khùng. Cái từ này tôi cầm chú thêm câu nữa, cái ông mua liền. Tôi nói gì cái mua liền vậy đó. Mua liền cái chiếc xe mới rồi. Mà tới cưng lắm nha. Đi ở nhà vậy, đi chiếc xe vậy, chẳng lẽ bận đồ coi nó không bình được. Đúng không? Phải mặc đồ sao cho được vậy mà ông nhà tôi cũng cờ hết sức. Ông mặc những cái bộ đồ trời ơi nô nem hết sức vậy đó. Tôi bực quá đúng không? Tôi nói ổng là đi đây làm ơn làm phước, làm ơn làm phước. Làm ơn làm phước đưa cho tôi mấy cái thẻ, mấy cái cạc của ổng để giấy. Tôi đi ra được, sắm cho ổng mấy đồ kem nem một chút. Đúng không? Ra ra ổng đưa điện cho tôi. Tôi nói mua đồ quá. Sướng có nhất là cái vụ cà thẻ. Họ đưa cái nó cà cái mấy chục bộ cưa cà cái mấy chục đồ tao nó cà riết mà ghiền luôn. Tôi biết anh cà tôi ghiền luôn, tôi cà riết luôn, tôi ghiền luôn nha. Mà tôi biết điều lắm anh ơi, chưa có người đàn bà nào biết điều như tôi biết điều lắm luôn. Tôi nói thiệt với anh á, hỏi tôi mua 10 bộ đồ cái là tôi biết điều lắm. Tôi sắm liền cho ảnh vậy đó, đồ dở đó thấy chưa. Hỏi tôi mua 10 bộ đồ cái tôi sắm liền cho ảnh nguyên cao lót vậy đó, anh thấy không, quá biết điều đi đúng không anh? Có phước quá. Ta nói ở cho nó công bằng, ta nói của chồng công vợ, mua ổng chút rồi mua mình chút vậy đó anh. Bởi nhiều khi tôi thấy ông trời ổng sống cũng bất công hơn chị ha. Ủa sao vậy anh? À, ảnh có người vợ mà biết lo xa mà biết lo gần như chị vậy dạ. Mà ông trời ổng tó đi sớm thiệt cũng uổng ghê á. Dạ. Không cho ảnh sống mà đặng ảnh hưởng cái thú mà đi cài trả nợ đặng cho biết mặt chơi. Ủa anh nói gì anh? Dạ. Ý nói vậy thôi, nói cho vui vậy thôi. Nhưng mà sao ổng chết vậy? Trời ơi, ta nói ổng chết mà nhiều lúc mà cái bất ngờ dễ sợ chết lãng ơi vậy. Cảm à. Cảm nhẹ thôi à, bị nhiều khi ổng đi cảo về đó. Cảo là sao? Đi cài đi làm đó à. Rồi cái bệnh cảm sơ vậy à. Cảm sơ mà chết. Trời ơi, đây nè, cái chỗ này mới là cái chỗ đoạn trường đó. Ta nói sao vậy chị? Về cái ông kêu tôi lấy thuốc cho ông uống. Mà anh biết không, buồn hết sức gì tôi bận tay anh. Tôi bận hai tay chứ. Tôi nghĩ là giờ tôi mới hận vậy sao tôi. Bây giờ tôi bận. Tôi bận chứ mà tôi rảnh tôi lấy thuốc cho ảnh rồi thì. Làm gì mà bận dữ vậy ha? Bởi cái số ảnh. Giờ tôi bận. Bận cái gì mà anh chết rồi tội nghiệp. Bị mất cướp. Anh cướp đi dọn cơm cho anh ăn. Hai tay chân tôi làm mặt trơn trụi đâu có rảnh đâu anh. Cái tôi mới nói chờ em bận quá anh vô đi tự lấy thuốc uống đi. Vô lấy thuốc. Khổ có một cái tôi cảm ơn lắm. Ông bước nguyên chai thuốc giảm cân của tôi. Trời ông uống mà tôi còn tiếc mà. Bước hết nguyên chai luôn đó. Xong ngủ giấc vậy đó. Tới 6:30 sáng. Tôi nói 6:30 sáng. Tôi nói 6:30 sáng tôi ngồi ngay cạnh giường. Tôi nói anh vậy đi cài ông ơi. Ông đâu vậy? Ông ngủ luôn tới bây giờ luôn. Ba năm rồi. Tội nghiệp chị quá. Nhìn tướng tá chị còn dày thêm mà gãi gắm. Bởi vậy thương lắm anh ơi. Mà khổ có một cái anh biết không? Chết. Chết ngay cái lúc mà tôi cần ổng nhất mới cần chứ. Cần ổng chị giờ giờ còn cần không? Sao mặt ông gian vậy? Tôi cần ổng là... Ý hỏi thăm thôi. Ừ, tôi cần ổng là tôi cần ổng cài trả nợ cho tôi. À, tôi tưởng đâu chị cần người an ủi chứ cần người cài trả nợ.
Từ đây cũng bận dữ lắm. Đây bận lắm. Anh xui nó giỡn hoài à. Chứ cần người an ủi thì thiếu gì anh ơi, tao nói mấy thằng trai tơ đó nó email cho tôi hoài, tôi đâu thèm trả lời đâu. Thiệt là tôi cũng không có thích. Đó, trai tơ tôi còn không thích, chứ đừng nói chi gặm xíu quách. Cho nên á. Ủa, trúng nữa ha. Thiệt tình à. Anh à, kể chuyện này quan trọng nè. Ở hiền gặp lành. Đúng câu đó đúng. Đúng quá anh ơi, thiệt đúng quá. Cái câu đó quá đúng. Ở hiền gặp lành, anh ơi hiền gặp lành. Tôi quá hiền mà, thấy tôi hiền không? Quá hiền đúng không? Sắp sửa nhà băng nó sắp tới, nó kéo nhà tôi đi, nó kéo xe tôi đi. Bỗng nhiên xuất hiện thằng con rể. Tần ơi, nó nhào vô nó nói má, để cho con trả nợ cho. Tôi đâu có chịu, nó nhào vô anh. Tao nói để tôi kể nghe, nó nhào vô mà nó nhào vô vậy nè. Nhào vô mà tôi đẩy nó ra để tôi làm cho anh coi. Nó nhào vô, anh đẩy tôi đi. Đẩy tôi đi. Nó nhào vô, nó ra, nó nhào vô. Má, để con trả nợ, đẩy đi em. Nhào vô nữa má. Nhào đi. Dữ vậy. Ý là tụi nó nhào vô, nó dành trả nợ. Anh biết nó quỳ xuống mà tụi nó mòn đầu gối luôn, nó khóc. Nó xin tôi mà nó xuyên, tụi này nó xuyên qua đầu kia, nó khóc, nó xin anh. Để con trả nợ cho, biết bắt đầm đề vậy đó. Thì tình thương ghê vậy, nó nhào vô nó trả nợ cho tôi. Chứ không thôi là nó mà không quỳ cái cú ra là tôi ra đường tôi quỳ rồi. Có đeo cái bảng ở đây nè. Đó, hôm lấy. Nó trả nợ khỏe gì đâu vậy. Trời ơi, nghe mà tháo mồ hôi hột. Hàng gì từ ngày nó về nó làm rể con mẹ này, lương hàng tháng của tôi nó cúp luôn, nó đi nuôi người ngoài. Anh à? Làm bèm gì mình vậy? À, không à, tâm sự riêng mình à, tâm sự á. Vậy hả? Tâm sự riêng mình á, tao nói già hay tự động nằm tâm sự riêng mình lắm. Rồi giờ làm sao rồi? Trời ơi, thì sao anh nghĩ sao anh? Tự nhiên xuất hiện nguyên con rể quý, nó trả hết nợ cho tôi. Tôi còn biết rong chơi cứu trời quên lãng nữa. Tao nói chơi suốt gì đó anh. Ờ, lâu lâu cái ra Hawaii nằm vậy đó, phơi nắng vậy đó. Cái đi shopping chơi, đi đủ thứ trời, tưởng lắm mà ơi. Rồi tao nói suốt ngày là vậy, nó xòe vậy, sướng sướng vậy, thấy sợ luôn. Soi kiến vô giật mình mấy lần. Tao nói sướng quá, nó trẻ. Nó trẻ hơn con gái cái giật mình vậy đó. Soi kiến nó trời ơi, sao trẻ hơn con gái gì kia giật mình vậy đó anh. Tôi có nhiều cái tôi cũng giống chị á. Dạ. Nhiều khi á, từ cái ngày mà con tôi nó đi làm rể nhà thì người khác rồi đó. Dạ. Trời tôi sao giật mình chết cha. Trời ơi, trẻ quá anh. Không giống ông nội tôi hồi xưa. Càng ngày càng già chị ơi. Mà sao cái cú ở nhà chị về rồi chắc còn già nữa. Dạ. Bị máu lên á, nó già nữa. Dạ. Mà không chừng đi theo ổng luôn. Thôi đừng nói bậy vậy. Nè, thôi nói chuyện ông nhà tôi đời tây thôi, tôi hỏi chuyện chị xui. Sao chị xui mất vậy? Tại vì biết làm sao không? Hồi làm xui với anh là chị mất rồi cho nên tôi không biết. Chị nhắc chuyện vợ vợ tôi mắc cười lắm. Trời ơi, vợ mất mà mắc cười. Không, cũng buồn. Sao buồn? Buồn nói nào ngay là buồn. Nhưng mà buồn cười nhiều hơn. Sao buồn cười? Tôi hỏi chị. Hai vợ chồng sống với nhau biết bao nhiêu năm trời. Ừ. Bả làm sao tôi không biết. Ừ, quá lạnh đó. Tới cái tuổi này rồi mà bà đòi đi review lại cái nhan sắc của bà. Anh nói vậy là không được. Phụ nữ làm đẹp là vì ai? Vì chồng mình chứ vì ai? Thôi, ra đường người ta khen vợ đẹp là vì ai? Vì chồng mình. Thôi, chứ cảm vì ơn. Ai? Trời ơi, ra đường người ta khen vợ mình ai nở mặt? Anh chứ ai? Nó hốt mặt đây nè. Hốt cái gì? Nè, tôi đây cũng review hoài chứ gì đâu. Đó. Rồi đó, tôi không cho đi xong mới giận tôi. Rồi sao nữa xui? Đó, rồi bà cứ nằng nặc, bà đòi bà đi. Ừ. Mà bà cứ nhằn lên nhằn xuống thôi, tôi thấy thôi chịu không nổi rồi. Bà cũng thấy tội. Nói nặng ngay cái ý thích của bà. Ừ. Tôi mới nói thôi đây tiền đây, thẻ đây, bà đi đi bà sửa. Ừ. Đó, bà làm gì bà làm, miễn bà vui là được rồi. Thì bà bay qua tiểu bang khác bà làm. Sao phải bay quá vậy? Không, thì bị hồi đó tôi ở cái tiểu bang kia thì nó không có chỗ sửa đó. Yeah. Đó, thì hồi đó tôi ở bên bển tôi mằn neo mà. Yeah. Đó. Mà giờ già rồi hết làm được rồi. Sao vậy? Dọn về đây nè, rung tay dũa không có được. Ờ, vậy hả? Thì bà đi đâu được 3 ngày. Ừ. Thì cái ngày mà bà cắt đầu tiên thì bà cắt hai con mắt thì bà còn nói chuyện được. Ừ. Bà nói anh ơi em cắt hai con mắt rồi. Ừ. Bây giờ nó sưng.
cái tôi sợ là tôi cũng sợ, nói nặng ai mình thương vợ mình cũng sợ. Hỏi có lòi ông bà nó nói bà nó không. Xong rồi cái ngày thứ hai, ngày thứ hai không biết bà cắt cái gì, bà nằm bà rên rỉ, bà nói anh ơi em còn đau dữ lắm. Vậy hả? Thì nó thôi ráng uống thuốc vô đi rồi cho khỏe thắng đi, rồi còn làm mấy ngày nữa. Bà nói ngày mai ngày cuối rồi. Tôi nói thôi xong chưa đi rồi về tôi ra phi trường tôi đón bà. Thì qua ngày hôm sau là ngày thứ ba đó là bà đau quá bà không có điện về, vô tình tôi coi báo thấy đăng cáo phó. Trời ơi, cáo phó hả? Con tôi nó đang trời đất ơi vậy đó anh. Đi luôn hả? Cắt nhiêu không biết mà tôi nói thiệt nha, đem vô tới nhà hoàng mà tôi nhìn bà không ra. Sao vậy? Như con cái do mà chết. Không biết bây giờ ở dưới bà sửa xong chưa, chứ hồi mà liệm là tôi còn thấy là chỉ mai chưa hết rồi. Trời ơi, ghê chứ anh. Trời ơi, không mà anh ơi, thiệt tình là anh chung thủy mà anh thương vợ quá à. Ở vậy luôn đó, đợi vợ, thờ vợ luôn đó. Trời ơi, thấy thương quá à. Có, nói cái đó nhiều khi cũng thấy có lỗi với bà. Dạ. Nhưng mà lâu rồi, bà chết cũng lâu rồi. Dạ. Nói nào ngay giờ này cũng có để ý tới bà. Dạ. Nhưng thôi giờ này cuốn quải chè đậu rồi chị ơi. Ủa sao vậy, bộ bà dữ lắm hả? Không có, bà bận dữ lắm. Bận gì? Bà bận... Nói tôi đây, tôi qua tôi nói người ta một tiếng cho. Bà bận chiên thằng con rể bà. Trời ơi, con rể mà đem lên chiên vậy hả? Người ta nói gà mái nuôi con, còn bà này gà mái bà chiên con không mà chị ơi. Vậy mới ghê chứ. Nhưng mà thôi ngồi nói chuyện với chị hoài cũng không có thời gian, thôi tôi xin phép chị tôi về. Ê, sao vậy? Bận tâm chị, bận tâm chị. Đây nè, sắp rồi, tàn nhang rồi, hạ xuống rồi tôi với anh nhậu. Thôi chị cứ nhậu mình chị đi. Tôi ghé đâu tôi uống một chai rồi tôi ngay chỗ mấy cái quán mà tôi dặn hay uống mà nhớ anh không được rồi. Không có được, không có như vậy được. Tôi nói anh nghe thương ghê vậy đó. Thằng rể tôi bữa đâu nó trở về á, một thùng rượu vậy đó, mấy chục chai XO. Nó kêu mẹ ơi mẹ, mẹ để đi, mẹ thích uống, mẹ uống, mẹ thích đổ, mẹ đổ. Trời ơi, lấy mấy chai về. Nó trở về hôm 2 tháng trước phải không? Ừ, đúng rồi. Cái tủ tôi còn cái tủ không. Mấy thùng luôn, uống không đi, ở đây với tôi mấy chai thôi. Chị uống mình chị đi. Uống mình chị cho hết chừng đó chai đi. Không chừng chị theo ảnh cũng có. Giỡn thôi à, nói à, xin phép chị tôi về. Thì chừng nào rảnh qua thăm nghe. Thôi tôi về chị Xui ơi. Anh ông ở lại nhậu. Anh Xui, còn vụ gà mái nữa không tao? Bội hết sức không? Đau cái bụng đẻ không mà la rần rần. Tới khi đẻ la chắc bề cái bệnh viện người ta quá. Mà cũng ngộ lắm nha. Cái bệnh viện phụ sản ở Ấn Độ này nó lạ lắm. Từ sáng cho tới chiều toàn là nghe tiếng con nít khóc không à. Nhưng mà tưởng múa lửa. Trời ơi, chào cô y tá. Ta vậy kêu bằng cô. Chào chị y tá. Nhìn mặt mình trẻ hơn vậy mà kêu bằng chị.
Hiểu rồi. Chào em y tá. Anh có hỏi gì? Chuyện là vậy. À, anh đưa vợ anh vô đây siêu âm. Dạ. Rồi bà bác sĩ mới kêu anh ra đây ngồi chờ kết quả. À. Và anh không biết ngồi chờ chỗ nào. Vậy em có thể vui lòng chỉ cái chỗ nào cho anh có thể ngồi chờ kết quả. Đẹp trai nha. Ừ. Em kết cái bộ râu của anh á. Yeah, dễ sợ vậy đó. Nói nghe nè. Sao em? Nhìn mến lắm mấy chị đó nha. À. Thấy bàn tay của em không? Thấy rồi, ghê quá. Bây giờ anh nhìn theo hướng bàn tay của em nè. À. Anh đi thẳng theo cái hướng đó đó. À. Thấy cái bồn hoa không? Thấy. Thấy những đóa hoa tươi và những chú bướm đang dập 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 nhiều không? Dập quá trời, anh muốn dập mặt luôn rồi đó. Bây giờ anh đi vòng cái bồn hoa đó, trở ngược về chỗ này. À. Quay lưng lại, thấy cái ghế ngồi xuống, chờ. Thấy cái ghế ngồi xuống chờ. Dạ. Xa quá. Cảm ơn em. Nói nghe nè. Gì? Chút nữa muốn hỏi gì nữa thì kêu em. Ồ. Nhưng mà anh đâu biết tên em là gì. Em tên là Diệu Hiền. Diệu Hiền. Nghe rồi, từ từ người ta vô. Bây giờ em có việc ở trong, em vào nhé. Chút nữa thì kêu em. Diệu Hiền. Ủa dạ dạ. Vậy em nói là hiền. Làm gì vậy? Sao giờ này mới ra? Mình ơi, em vác nặng quá nè. Vác bao nhiêu đây mà nặng hả? Nặng không biết bỏ xuống sao? Mệt quá. Trời đất ơi, bao quy mà ngồi vậy có được nữa hả? Không biết lên ghế ngồi nữa sao? Tại vì đi khám thai mà mình kêu thôi ráng phe của đi, bao nhiêu vàng mình biểu quốc lên hết, nặng gần chết luôn à. Xích qua rồi. Xích chung nữa. Xích chung nữa coi. Bầu bì mà choáng cả chỗ. Em ngồi như vậy mệt lắm đó mình. Đứng dậy đi. Cảm ơn mình. Mình ơi, em khát nước phải dạ. Không? Dịch làm sao thiếu nước được. Dạ. Khát không biết tự lấy uống hả? Mình ơi, mở giùm em đi. Cái nắp này nó cứng quá, em mở nặng tay sợ nó méo vàng. Đàn bà bầu bì không có làm được cái gì hết trơn á trời. Ash! Ash! Cái quỷ này nó nhột quá à. Nè. Mình ơi, nó lại cứng nữa rồi. Mới mở nắp được tức thời rồi mà. Mở rồi mình cho nó về vị trí cũ rồi. Trời nói. Nè uống đi. Cảm ơn mình. Mình ơi, em thèm ăn chua phải không? Dạ đúng rồi. Nói bà rồi. Thầy nói tôi đó là trong nhà phải đẻ trong dịch đực thì làm ăn mới khá được. Mà nghĩ sao bà sanh lúc 50 dịch cái. Trời đất ơi, đi làm gì mệt gần chết. Nó mua dịch cái lại cắp cả ngày. Khóc rồi ăn rồi uống cái. Quay đó, qua dịch còn gặp con dịch bầu nữa. Cái đó đâu phải là lỗi của em đâu. Có mình hùng vốn ban đầu mà. Đó
nói nè hả? Kỳ này bà đẻ là thịt đẹp hả? Tự lo đi. Em thích ăn chua. Thèm chua cái gì? Nắm lần là đẻ thịt cái rồi, ăn chua không đó. Kỳ này hả? Ăn ngọt cho tôi hả? Người ta nói ăn ngọt thì đẻ là thịt được. Đâu có gì ăn. Lấy hũ đường ra ăn hết cho tôi. Hũ đường đó hồi nãy ngồi trên xe lam mình quất hết rồi. Sao không chịu cản? Em vừa kêu mình ơi, hũ hết đường. Báo đâu? Dạ báo đây. Không biết lấy cho tôi rồi hả? Đọc đi. Sao mình không đọc? Tôi kêu bà đọc cho tôi nghe được chưa? Mình thích đọc mục nào? Mục nào cho nó vui vui đó. Ha, có mục này vui quá nè. Bán nhà. Có một cái nhà cần bán. Bà rảnh quá ha. Vui không? Bán nhà đâu có liên quan gì tới tôi đâu mà vui không vui. Riêng em thấy bán nhà em rất là vui. Vì bán nhà mình có vàng mình đeo thêm. Mặt hả? Đọc phương khác. Không vui thì em đọc tin khác. Trời ơi tin buồn. Có một con chó lông xù muốn bán. Có gì đâu buồn. Chắc nó thương chó quá nó buồn á. Thôi để em đọc cái khác. Ừ. Ý cái tin này hay lắm nè mình. Tin gì? Có một người vợ mang thai. Bị ông chồng ngược đãi. Vì sinh toàn con gái. Không có con trai. Chồng buồn đi nhậu lai rai. Trên đường về bị sét đánh ngang tai. May mắn mà không trúng cái lỗ tai. À, mà bị chẻ ra làm hai. Mà chửi tôi đó hả? Hả? Em đâu chửi tôi phải không? Trong báo nó đăng mà. Báo nào mà đăng kỳ vậy? Đó. Ai kêu bà đọc báo này? Dạ mình kêu. Ai kêu bà mua tờ báo này? Dạ mình mua. Lỗi bà bán báo. Đừng có làm gì. Đi vòng vòng tôi đi. Đi vòng vòng làm gì? Người ta nói có bầu, đi cho nó đẻ lẹ cái chưa. Em mệt lắm, mỗi lần đi em di chuyển rất là khó khăn. Cứ đi cho tôi. Cho nên em khó đi lắm. Mỗi lần em đi em rất là cực khổ, mình có biết không? Mình chưa bao giờ có bầu nên mình không bao giờ mình biết là có bầu nó khổ như thế nào đâu. Em đi như vậy em rất là cực khổ, chứ không sung sướng gì mà đi như vậy. Mỗi lần đi như vậy nó khổ lắm, chứ không có sung sướng gì để mà đi như vậy. Mình bắt em đi hoài, em chóng mặt quá rồi. Bà làm cái gì vậy? Em mệt. Bà đi mà không chóng mặt hả? Em chóng mặt nè. Bà chóng mặt tôi muốn xỉu luôn rồi nè. Thì đừng biểu đi nữa. Tôi kêu là bà đi là đi đằng xa kìa. Đi gần lên cái gì? Thiệt biết tôi không hiểu bà đó. Bà như vậy mà không biết có thằng đàn ông nào mà khờ khạo đuôi mù mới lấy bà làm vợ đó. Có đó, có thằng không đuôi nhưng vẫn lấy tôi làm vợ kìa. Bà nói cái gì? Bà nói tôi lấy bà đó hả? Nè, tôi nhắc cho bà nhớ nha. Hồi xưa đó là ba má bà trầu cao mâm quả đi qua nhà hỏi tôi nha ông. Tôi còn nhớ mà. Cái đêm đó tôi thức suốt đêm, khóc suốt đêm luôn. Cuối cùng tôi phải gạt lệ tân hôn mà về với gia đình bà. Bây giờ bà nói tôi lấy bà. Tôi lấy bà hả? Trả đeo hả? Hả? Giỡn mặt hả? Ở đây dân số đã nhiều rồi mà còn bắt đẻ hoài. Chừng nào mới ra được con trai? Bữa nay siêu âm, em giái chờ cho có đứa con trai cho em nghỉ ngơi. Thầy Cúc! Ai kêu tên mình kìa? Thầy Cúc! À, dạ. Con Cúc đi. Ủa? Anh tên Thị Cúc hả? À không, Thị Cúc là tên của vợ anh. À. Vợ anh tên Thị Cúc. Ừ. À, anh là chồng Thị Cúc, tên Trứng Cúc. Tên sốc quá nha. Hồi nãy giờ anh vô trong siêu âm phải không? À đúng rồi. Giờ có kết quả rồi. Có kết quả rồi? Ừ. Dịch được hay dịch cái? Là sao? Không, là con trai hay con gái? Chúc mừng anh! Con trai! Hả? Con trai! Chúc mừng, chúc mừng! Trời ơi! Yeah! Mừng quá!
chết vậy đó. Ủa mình đang làm gì ạ? Hai sao trên trời. Sao ở đâu mà hai? Y tá mới ban cho. Tới biểu coi, biết là con trai hay là con gái chưa? Mình ơi. Ta dị ứng nè, ta dị ứng cái chữ mình ơi đó nha. Kêu đàng hoàng mình ơi thôi. Sao hồi đó anh kêu vậy mình nói mình phê lắm mà. Giờ hết phê rồi. Mình ơi, cho anh ngồi đây chút nha. Không có ngồi, đứng đi để phục vụ cho tôi. Lấy nước cho tôi uống. Được không? Uống nước nha. Tôi không muốn uống nước này. Thôi mà uống nước này. Tôi không muốn uống nước này, tôi muốn uống nước ngọt cơ. Ừ, nước ngọt mua nó tốn kém. Tôi muốn uống nước ngọt. Thôi mà. Ký chết mẹ mày à. Đừng. Đừng ký. Được rồi, nước ngọt phải không? 30 giây. Giờ tôi hành lại. Thay đổi giới tính thôi mà mẹ sướng quá con ơi. Ê, có nước ngọt rồi. Mở ra cho tôi. Không được kêu cái xì nha. Đó, nó mới kêu. Anh thở. Đây, uống đi mình. Ồ, cái này không phải nước ngọt. Thế là cái gì? Là Coca-Cola mà. Cũng là nước ngọt mà. Thôi uống đi. Ngon không? Ngon quá. Uống nữa đi. Không uống nữa. Sao vậy? Nhiều đó thôi. Bây giờ mình thèm chua không? Để anh lấy me cho không, mình ăn. Không, tôi thích ăn ngọt. Cho em hũ đường đây. Nhưng mà hũ đường hồi nãy anh lỡ anh ăn hết rồi. Ăn hết thì đi mua. Thôi, tốn lắm. Đi mua hũ đường. Xa lắm mà. Ký chết mẹ mày à. Đường rồi. Đường, đường thì có đường. Có đường đây mình. Ăn không? Không, giờ hết thèm à. Tự nhiên sao có lúc thèm, có lúc không ta. Ngại ghê. Kệ, xin lỗi mình, để đó đi. Để anh đọc báo cho mình nghe nha. Nha. Em không thích nghe tờ này đọc rồi. Mua tờ khác đi. Thôi mà, ra sạp mua báo. Mua giùm cho tờ khác đi. Ừ, xa lắm mà tốn nữa. Cái đầu nó nằm ở đâu ta? Đừng để nằm yên đi, đừng có đụng tới nữa. Được rồi, báo mới như gì? 30 giây. Rồi, có báo rồi mình. Đọc đi. Đọc ha. Đọc cho tôi nghe. Mình muốn đọc cái gì? Muốn đọc cái gì cũng được. À, anh đọc nha. Tin thể thao nha. Ừ. Mình ơi, mình đã có dịch đực. Nỗi niềm mong ước thành hiện thực. Mình là người vợ đầy mẫu mực. Vậy thì mình đừng hành, đừng sực. Đây là những lời anh nói thật. Tôi giái trời cho ông bất lực. Từ nay tôi đẻ tôi khỏi cực. Hay vậy? Trời ơi, tôi là túa ra là văn chương mà. Thôi không có quạt, quạt nó trúng gió chứ. Tôi muốn đi về. Cái này hay nè. Về, về, về. Được rồi, để anh kêu xe em về nha. À, xe lam. Thôi, không có thích đi xe lam. Đi xe lam tốn tiền lắm. Bây giờ mình gần có con rồi, mình phải tiết kiệm để lo lắng cho con. Đúng, mình giỡn. Em thích đi máy bay. Dạ. Mình phải giỡn mà, thiệt đâu anh mua máy bay cho mình đi. Giờ có đi máy bay hay là không? Thôi, thôi mà. Ít nhất cũng phải được taxi chứ. Tại sao có con trai mà đi xe lam? Bây giờ có kêu taxi hay là không? Mình à, mình bình tĩnh, mình nghe anh nói, anh nghe anh nói nè. Từ bệnh viện này đó, mà về nhà mình á, thì nó... Nó xa. Mà anh thì không có tiền. Trời ơi nhưng mà tôi muốn đi taxi. Trời ơi bình tĩnh đi. Trời ơi
Trời ơi, anh chưa nói hết mà. Có kêu taxi hay là không? Được rồi. Kêu không? Ê, taxi là taxi. Tắt. Ông gì mà chùm thấy ớn luôn. Có cuốn taxi. Chờ chút nha. Được rồi, có xe rồi mình. Rồi đi về, đi về. Đi, 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 đi. Thầy Cúc. Ai kêu tên kìa? Thầy Cúc. Rồi, Cúc đây. Chứng Cúc. Vợ anh thì Cúc nãy mang số thứ tự 32 phải không? Dạ đúng, dạ đúng. Em xin lỗi anh nha, nãy em đọc kết quả thì Cúc mang số thứ tự 23. Hả? Nhưng mà em vẫn chúc mừng anh. Vợ anh gì? Xanh 3. Hả? 3 con vịt nữa. 3 con vịt cái. Chúc mừng. 3 con vịt cái. Dạ. 5 con vịt cái rồi nha. Con vịt bầu có chữa. Vịt y tá. Trời ơi là trời. Đứng lại. Cái gì đây? Có đi taxi không? Bắt ta đứng chờ ngoài lâu quần chết à. Bực bội. Dịch taxi. Dịch đen. Không có đi gì hết á. Đi hỏi cho này. Ta đánh cắt cổ đánh cái canh bây giờ. Trời ơi. Không lẽ cuộc đời tôi gặp toàn là dịch cái không sao đó trời.